Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh tin tức 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua, bỗng dưng bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như ngày tận thế. Gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông càng khủng khiếp, hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vẫy vùng, như đang vơ vét, nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời, trên trời có những tiếng nổ rất lớn, nghe xé tai thật hãi hùng, có nhiều xe ô tô bị nó hút vào và cuốn phăng lên cao, quăng đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất, với mưa dầu nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau như tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt như chất dầu. Những chất này nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc có hàng trăm chiếc xe tông liên hoàn vào nhau do chất dầu gây ra, làm tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn, làm lực ma sát của vỏ lốp không tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tâm liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời thì nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và trải mùn cưa và cát. Phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần, là chất này là dầu thô thì ai mà chẳng biết, nhưng theo tôi qua cơ hội này chúng cãi láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương. Sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thành phố Hồ Nam miền Trung, Trung Quốc với sức gió 23,9 m mỗi giây, và trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây ra hư hại hơn 130 căn nhà, làm sập nhiều lán trại tại các công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một ngôi nhà 180 m² của công trường xây dựng cũng đã bị hư hại do lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi đè vào người, và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh các công nhân làm việc trên cao bị gió lớn quận mạnh, đập vào kính tử vong thương tâm. Sau khi lốc xoáy cấp 18 kèm theo mưa lớn và gió to lướt qua, với sức gió lên đến 135 km/h đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố này. Cảnh quay như phim hành động được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Khi đại cơn lốc xoáy khổng lồ với phần vòi rồng quét qua cả vùng đất phía dưới, phần mái phía trên như bom nguyên tử, chúng lao tới như một con quái vật đen vô cùng đói hút bay hàng trăm tòa nhà cấp 4. Còn các tòa nhà kiên cố đều đồng loạt bị vỡ kính, sập tường, nhiều ô tô bị hư hại, lật nhào như món đồ chơi trong khi cây cối đổ ngổn ngang trên đường phố. Theo thống kê thiệt hại ban đầu của người từ thành phố Quý Dương, lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 530 người lính và hàng triệu người dân, khiến cho 2.800 người bị thương. Theo những thông tin mà phóng viên chúng tôi gửi về cho biết, tại một bờ biển tỉnh Quảng Tây, phía tây nam Trung Quốc, người dân và du khách nơi này đã chứng kiến cảnh lốc xoáy của máy bay và cuốn người tắm biển ra xa. Video ghi lại cảnh lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở bãi biển và cuốn phăng tất cả người trên đường đi của nó. Khi xem lại những hình ảnh về thảm họa của lốc xoáy này, người xem không khỏi rùng mình. Tất cả những gì cản trở trên đường đi của nó đều bị cuốn bay lơ lửng trên trời. Một du khách đến từ tỉnh Hà Nam cho biết, vào lúc 15:25 trưa cùng ngày, tự nhiên cơn mưa dông ập đến. Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng đây là một cơn mưa bình thường nên có sự chậm chạp trong việc di rời. Vị du khách này cho biết thêm, trong khi nhiều người đang tắm dưới biển lên bờ thì một luồng lốc xoáy bất ngờ tiến như một chớp cuốn bay mọi thứ, khiến nhiều người chỉ kịp ú ớ la hét cầu cứu. Theo đó, cơn lốc xoáy thổi bay và quăng quật nhiều người ra xa, có người trong số đó đã bị quăng vật ra biển cách bờ hàng trăm mét và mất tích. Cả khu vực bãi biển trở nên hỗn loạn, bát nháo chưa từng thấy. Hiện các lực lượng cứu hộ đã triển khai tàu cano và thợ lặn đang tìm kiếm những người mất tích. Theo thống kê chưa chính thức thì đã có khoảng 125 người bị thương do lốc xoáy thổi bay, khiến nhiều người va đập vào những tảng đá hay những vật sắc nhọn gần đó. Có người bị gãy xương rồi lốc xoáy hút lên thả từ độ cao khoảng 20 mét xuống dưới đất. Theo thông tin cho biết, có khoảng 11 người đã mất tích,
vụ việc lần này đã khiến nhiều khách du lịch một phen hoảng loạn. Theo Bộ ứng phó khẩn cấp của nước này nhận định, những trận lốc xoáy đều có điểm chung chính từ đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km di chuyển và hủy diệt. Sức hủy diệt của nó là vô cùng kinh người. Lốc xoáy lần này tại Trung Quốc đã khiến cho nhiều người xem phải rùng mình và choáng ngợp trước sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào. Đoạn clip ngắn thu hút hàng trăm nghìn người xem và bình luận. Dù ở Trung Quốc lốc xoáy xuất hiện không phải là hiếm, nhưng nhiều người cho biết họ chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào lớn như thế, vô cùng đáng sợ. Tổng hợp thông tin và truyền thông Trung Quốc đại lục cho biết, ngày hôm qua được gọi là ngày thảm họa của cơn lốc xoáy và mưa dông. Khoảng 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một phần khu vực thị trấn Thịnh Trạch, quận Ngô Sang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô và quận Thái Điền, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lần lượt xuất hiện lốc xoáy. Theo chính quyền thị trấn Thịnh Trạch phát ra thông báo vào khoảng tối ngày 9 cho biết, khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một phần khu vực Thịnh Trạch đã chịu ảnh hưởng với lốc xoáy. Một phần cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều nhà đã bị hư hại. Qua video chụp từ trên cao có thể thấy, sau khi lốc xoáy tàn phá cảnh tượng Giang Tô như bị tấn công, nóc nhà đã bị tốc mái. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương Quý Nhân dự đoán ban đầu cấp độ lốc xoáy cấp 13, sức gió ở tâm lốc xoáy lớn nhất trên cấp 17. Có cư dân mạng hình dung như đó là hiệu ứng đặc biệt trong phim. Lần đầu tiên xuất hiện lốc xoáy cấp độ như thế này, thật đáng sợ, chưa bao giờ cảm giác lốc xoáy lại gần chúng ta đến như thế. Có nhiều cư dân cư trú lâu năm tại địa phương cho biết, chưa từng nhìn thấy cơn lốc xoáy lớn như thế này. Cũng có người chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội Weibo, tại những câu chữ có thể nhận ra sự sợ hãi. Một người dân bị thương nhẹ cho biết, khi lốc xoáy xảy ra anh đang xem TV trong nhà đột nhiên tín hiệu bị gián đoạn. Sau đó lốc xoáy đổ bộ ngôi nhà, toàn bộ ngôi nhà đều bị gió cuốn thổi phăng đi, người phải bò từ bên trong ra. Ngoài ra, theo truyền thông đại lục đưa tin chiều ngày hôm qua, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh, nhiều nơi có gió lớn, mưa đá, lốc xoáy, nhà bị đổ, có người bị thương, giàn giáo tại một công trình xây dựng bị gió lớn làm đổ, hai người mắc kẹt bên trong sau đó đã được cứu ra. Phần lớn lốc xoáy được hình thành từ đám mây, một đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km di chuyển hàng trăm dặm và vô số ống hút khổng lồ. Con số thống kê này cho thấy Trung Quốc là quốc gia chịu nhiều lốc xoáy nhất trong năm nay. Nhiều người cứ lo sợ những thảm họa thiên nhiên có thể còn khủng khiếp và gia tăng trong những ngày tháng cuối năm nay. Trong những ngày vừa qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu thảm họa do thiên nhiên gây ra. Đồng thời, những thiên tai này còn thêm nhiều dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược. Thực tế, vào cuối tháng 5 vừa rồi đã thường xuyên xảy ra những hiện tượng chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào tháng 6 ở Hà Nam và sấm sét có răng ở Đồng và bão cát. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuất hiện xung quanh lễ mừng thọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hồi tháng 5. Một số cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời, trong khi những người khác lại cho rằng có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn của Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, một số cư dân mạng đã công bố đoạn video cho thấy nếu sông Kim Sa dưới cầu Trung Bá ở Nghi Tân, Tứ Xuyên đang chảy ngược. Đây là sông Kim Sa, bạn đã nhìn thấy nó chưa? Dưới cầu Trung Bá nó đang chảy ngược lên thượng nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Thật đáng sợ. Sông Kim Sa là thượng nguồn của sông Trường Giang, là nơi khởi nguồn của sông Kim Sa, cũng là nơi khởi nguồn của sông Trường Giang từ núi Đường Cô Lạc ở Thanh Hải. Do đó dòng chảy ngược này ở sông Kim Sa là chảy ngược của sông Trường Giang. Về hiện tượng sông chảy ngược thì rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi người có thể đã biết rằng năm xưa đại phu nước Sở Lạc Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng sông Bạch La tự tử vào ngày 5/5 lịch theo truyền thuyết dân gian. Những ngư dân ven hai bên bờ sau 10 ngày mới tìm được thi thể của Khuất Nguyên trôi ngược lên thượng nguồn của sông, cách nơi ông trầm mình 30 dặm. Truyền thuyết này dường như cũng ngụ ý rằng nước của sông Bạch La chảy ngược. Tuy nhiên, điều thú vị là Cục Khí tượng thành phố Bạch La đã phân tích đặc điểm của những trận mưa lớn trên khu vực sông Bạch La trong vài năm qua. Kết quả cho thấy khu vực sông Bạch La có nhiều trận mưa lớn nhất xung quanh lễ hội Thuyền Rồng mỗi năm. Vào thời điểm này, do các hệ thống nước xung quanh đổ về, nước ở thượng lưu hồ Động Đình sẽ tăng vọt và mực nước sẽ cao hơn so với hạ lưu sông Bạch La. Ngoài ra, trong Hán thư cũng có ghi lại rằng vào cuối thời Tây Hán xuất hiện nước sông chảy ngược do động đất và lở đất. Nói cách khác, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa cũng có thể là do sự bất thường của các hoạt động ngầm làm thay đổi hướng của dòng sông. Tất nhiên, cũng có một số lý do mà khoa học hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích được. Người Trung Hoa cổ đại đã nói về thiên nhiên cảm ứng. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời, đảo đất, nhưng nó không thể thay đổi thực tế về sự tồn tại của thiên nhiên cảm ứng. Hiện tượng nước sông chảy ngược ngày nay có thể là một lời cảnh báo từ thượng tiên. Trong lịch sử, vào năm mà sông Bạch La chảy ngược, nước Sở bị đánh tiêu diệt. Thời Hán thành đế, nhà Hán nước sông chảy ngược, nhà Tây Hán diệt vong trong vòng chưa đầy 30 năm. Đó không chỉ là hiện tượng nước sông chảy ngược. Trong lịch sử, sông Trường Giang đã từng trải qua hai lần dị tượng dòng sông khô cạn không giải thích được.
Một lần xảy ra vào năm 1342 khi hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên nắm quyền, hơn 20 năm sau nhà Nguyên sụp đổ. Lần thứ hai xảy ra vào năm 1954 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa giết chết hơn 700.000 người trong phong trào được gọi là chống phần tử phản cách mạng, rồi lại bắt đầu vào phong trào công tư hợp doanh và phong trào chống hậu phong, làm cho mảnh đất Thần Châu tràn đầy sát khí. Chúng ta biết rằng con sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đều được mệnh danh là sông mẹ của nền văn minh Trung Hoa. Sông Trường Giang được coi long mạch của đất Trung Hoa, hiện nay có nhiều hiện tượng chảy ngược ở đầu nguồn dòng sông Trường Giang. Liệu có phải dấu hiệu của một thảm họa lớn hay còn có những biến đổi lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc? Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin tức 24 giờ. Này, chúng mình muốn gửi tới các bạn một thông tin hết sức vui mừng đến từ đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2022, ngày 23 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất sắc lập kỷ lục mới ngay từ trận đầu ra quân. Để biết thêm thông tin chi tiết về thành tích này, cũng như dự đoán xem đội tuyển Việt Nam liệu có giành được chiến thắng trước tuyển Trung Quốc hay không, chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, chiều ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương, tại thao trường Alabino ở vùng ngoại ô Moscow thuộc Liên bang Nga, cuộc thi xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Game 2022 đã chính thức khai mạc. Kíp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam bước vào vòng thi đấu loại ở bảng 1 cùng với các đội tuyển đến từ Venezuela, Mông Cổ và Syria. Ba thành viên kíp xe gồm trưởng xe đại úy Vũ Bá Trọng, Phó thủ Trung úy Lê Quang Hiệp và lái xe Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn. Sau khoảng 40 phút tranh tài nảy lửa, lượt trận thứ hai đã kết thúc với thành tích vô cùng bất ngờ đến từ đội tuyển xe tăng Việt Nam. Ngay từ trận đầu ra quân, kíp số 1 đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mang đến cho tất cả những người xem một màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn và đầy ấn tượng khi hoàn thành tốt các bài thi bắn cho đến các phòng chạy đua vượt chướng ngại vật. Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp trong vị trí pháo thủ đã một lần nữa thực hiện tốt vai trò của mình, chứng minh được năng lực cá nhân khi bắn hạ đến 3 mục tiêu xe tăng chỉ trong 10 giây. Vị trí trưởng xe do đại úy Vũ Bá Trọng đảm nhiệm cũng xuất sắc hoàn thành bài thi bắn máy bay trực thăng. Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn, vị trí lái xe cũng chứng minh được cho ban chỉ huy thấy rằng kỹ năng của mình đang ngày càng tiến bộ hơn khi vượt qua tất cả các chướng ngại vật mà không hề làm đổ bất kỳ một mục tiêu nào. Sự kết hợp hoàn hảo của các thành viên đã giúp kíp số 1 hoàn thành 3 vòng chạy, bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu với tổng số thời gian là 24 phút 58 giây so với thành tích của kíp số 1 năm ngoái 32 phút 20 giây. Bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu có thể thấy đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có những sự tiến bộ vô cùng vượt bậc. Thành tích đó là xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội tuyển xe tăng Việt Nam. Trước khi tham gia giải, một thời gian dài đào tạo và rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 cũng cần phải nhấn mạnh rằng các chiến sĩ của chúng ta được huấn luyện bằng các xe tăng TT-76 hay TT-54, những dòng xe vốn đã rất lỗi thời so với xe tăng T-72B3 được sử dụng để thi đấu tại xe tăng hành tiến năm nay. Trong khi đó thì ba đội tuyển còn lại có lợi thế hơn chúng ta rất nhiều khi có xe tăng T-72 trong biên chế quân đội quốc gia. Điều này cho phép họ được huấn luyện thường xuyên trên chiếc xe tăng này, ngay như tuyển Syria. Họ thậm chí còn có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trên T-72B3 biến thể Nga được trang bị cho các đội tuyển thi đấu trong nội dung xe tăng hành tiến. Thế mới thấy các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vô cùng sáng tạo và nhanh nhạy khi nắm bắt được tốt, thích nghi và nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị mới một cách đầy đủ, thậm chí là sử dụng chúng vô cùng thành thạo trong một thời gian ngắn đến vậy. Mặc dù không được xếp ở vị trí đầu tiên, tuy nhiên đây cũng là một kỷ lục mới đối với đội tuyển xe tăng Việt Nam, một thành tích đáng được khen ngợi. Xếp trên Việt Nam là đội tuyển xe tăng Mông Cổ. Quốc gia này đã thể hiện mình là một đội tuyển mạnh khi xuất sắc hoàn thành phần thi chỉ với 24 phút 4 giây. Hai vị trí còn lại là Syria và Venezuela. Dù là những quốc gia được đánh giá cao, tuy nhiên họ lại không đạt được kết quả như kỳ vọng trong trận đấu đầu tiên khi liên tiếp phạm phải các lỗi không đáng có cũng như không hoàn thành tốt trong phần thi bắn của mình. Kết quả lượt trận thứ hai của bảng 1 như sau: Mông Cổ hiện đang đứng ở vị trí số 1 với thời gian là 24 phút 04 giây, bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu, tốc độ trung bình là 70 km/h.
Việt Nam ở vị trí thứ hai với thời gian 24 phút 58 giây bắn hạ 5/5 mục tiêu, tốc độ trung bình 65 km một giờ. Vị trí thứ ba là Venezuela với 31 phút bắn hạ 3/5 mục tiêu, tốc độ trung bình 64 km trên giờ. Chile về cuối bảng với 37 phút 02 giây bắn hạ 4/5 mục tiêu, tốc độ trung bình 70 km trên giờ. Với một ngày thi đấu xuất sắc, thiết lập được kỷ lục mới cho mình, đội tuyển xe tăng Việt Nam tạm thời xếp thứ hai. Ngày thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào 14 giờ chiều ngày 26 tháng 8. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về kết quả mà Việt Nam chúng ta đã đạt được tại cuộc thi xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022? Những thành tích đáng để tự hào đúng không nào? Comment ngay dưới video này để chia sẻ về suy nghĩ của mình nhé! Nếu các bạn thấy chưa thực sự thuyết phục, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm thông tin để thấy rằng kết quả đó thực sự là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như các chiến sĩ của đội tuyển xe tăng nói riêng. Các bạn thân mến, trong các nội dung thi đấu, xe tăng hành tiến được đưa vào thi chính thức từ năm 2015. Từ đó tới nay thì nội dung này vẫn luôn là một phần thi được nhiều người mong chờ nhất bởi sự kịch tính cùng với những pha xử lý vô cùng mãn nhãn dành tới cho người xem. Tại Army Games 2022, 20 đội dự thi nội dung xe tăng hành tiến sẽ được chia vào hai bảng, trong đó bảng 1 dành cho các đội mạnh hơn, có kinh nghiệm và truyền thống sử dụng xe tăng T-72. Bảng số 2 sẽ dành cho nhóm dưới, các đội sẽ tham gia thi đấu giai đoạn 1, tức là vòng loại có tên là vòng đua riêng lẻ, nhằm chọn ra các đội có thành tích tốt hơn đi vào vòng bán kết, vòng đua tiếp sức. Sau đó, những đội xuất sắc chiến thắng sẽ bước tiếp vào vòng chung kết với phương thức thi đấu tương tự. Việt Nam ta hiện đang thi đấu ở bảng 1 với 11 đội tuyển khác gồm Serbia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Trung Quốc, Mông Cổ, Belarus, Venezuela. Để có mặt trong bảng đấu này là cả một quá trình nỗ lực dài hơi của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Cụ thể thì Việt Nam bắt đầu tham gia nội dung thi đấu xe tăng hành tiến từ năm 2018, 3 năm với 3 lần tham dự Hội thao quân sự quốc tế. Với tâm thế quyết tâm vượt qua khó khăn, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã dần khẳng định được vị thế của mình trên đấu trường với những thành tích xuất sắc. Vào năm 2018, lần đầu tiên đội tuyển tham dự nội dung này với kiến thức về cuộc thi gần như là con số không tròn trĩnh. Trước thời điểm chính thức thi đấu 3 tháng, các chiến sĩ được tập trung để học về quy chế cũng như thể lệ do nước chủ nhà Nga cung cấp. Điều khó khăn nhất đối với các chiến sĩ đó là phải sử dụng loại xe tăng T-72B3 khác hoàn toàn với những loại xe mà đội được huấn luyện tại Việt Nam. Nơi thi đấu mênh mông rộng lớn, trước rất nhiều những bất lợi, cả ban huấn luyện và đội tuyển đã phải tận dụng từng chút một thời gian, cơ hội để làm quen với vũ khí, trang bị, với thời tiết nơi đây và thao trường thi đấu một cách tỉ mỉ. Trong khoảng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, việc làm chủ được hoàn toàn trang bị mới thi đấu với những đội tuyển đầy kinh nghiệm là điều không hề dễ dàng. Năm ấy, Việt Nam đã đạt kết quả 17 trên 23 đội thi tham dự giải đấu. Thế nhưng chỉ sau một năm, tại Army Games 2019, Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 ở bảng 2 và tới kỳ hội thao năm 2020 thì xuất sắc giành chức vô địch ở bảng 2, làm nức lòng người dân cả nước. Và cũng chính kết quả trên đã giúp đội tuyển xe tăng Việt Nam chính thức được lên thi đấu tại bảng 1 nội dung thi đấu này. Đáng chú ý, trong bảng thi đấu này sẽ có sự tham gia của đội tuyển Trung Quốc và liệu rằng kết quả sẽ như thế nào nếu như Việt Nam ta gặp đội tuyển này. Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội dự thi sẽ sử dụng phương tiện thi đấu là xe tăng phiên bản nâng cấp T-72B3 do nước chủ nhà cho mượn, ngoại trừ hai quốc gia là Trung Quốc và Belarus chủ động mang xe tăng từ trong nước tới. Được biết, Trung Quốc sẽ mang theo xe tăng T-96B tới để tham dự cuộc thi này. T-96B do chính quốc gia này thiết kế và chế tạo, với khối lượng 43 tấn, chiều dài 10,2m, chiều rộng 3,4m và cao 2,3m, xe sử dụng pháo chính 125mm nòng trơn, có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng cùng với một số súng máy phòng không 12,7mm đặt trên nóc tháp pháo và một súng máy đồng trục pháo chính cỡ nòng 7,62mm. Nó được đánh giá là có kỹ năng chiến thuật tương tự với xe tăng T-72B3 của Nga nên đã được nước chủ nhà đồng ý cho đội tuyển Trung Quốc tự mang khí tài sang thi đấu. Đây đối với Trung Quốc không chỉ là một cuộc thi, mà đó còn là cơ hội để quốc gia này khoe mẽ với các nước trên thế giới về uy lực của những vũ khí trang bị do chính quốc gia mình sản xuất. Chia sẻ thêm về kết quả của Trung Quốc trong quá trình tham gia nội dung thi đấu xe tăng hành tiến. Phải thừa nhận rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia được đánh giá cao tại đấu trường này khi nhiều năm liền nằm trong top những nước có thành tích xuất sắc nhất, được xếp hạng vào những quốc gia đáng gờm của mùa giải. Cụ thể, vào năm 2018, Trung Quốc là một trong 4 đội đứng đầu cùng với Nga, Belarus và Kazakhstan.
Tuy nhiên, đến năm 2019, quốc gia này đã gây thất vọng khi có màn trình diễn không như ý. Kết quả là để vụt mất chiếc vé để bước vào vòng chung kết. Đến năm 2020, một lần nữa Trung Quốc đã khẳng định lại về vị thế của mình trên đấu trường này khi xuất sắc lọt vào top 4 đội có thành tích xuất sắc nhất bao gồm Azerbaijan, Belarus và Nga. Ngay từ khi bắt đầu thì thế trận đã tương đối rõ ràng khi mà hai đội tăng Nga và Trung Quốc liên tục cạnh tranh nhau ở vị trí dẫn đầu, bỏ xa hai đội Belarus và Azerbaijan. Kết quả chung cuộc, đội tăng Nga đã giành được chiến thắng sát nút với tổng thời gian là 1 giờ 28 phút 50 giây, bắn hạ 21 trên 24 bia. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai chung cuộc với thành tích 1 giờ 29 phút 29 giây, bắn hạ 23 trên 24 bia. Với những thông tin trên, chúng ta có thể thấy được rằng Trung Quốc cũng không phải là một đối thủ dễ chơi trên đấu trường này khi mà tuyển thủ của họ được sử dụng xe tăng lợi thế của mình. Đó đã là một yếu tố được cho là thuận lợi hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam rồi. Thế nhưng tại sao chúng ta lại không thể trao niềm tin phải không? Các chiến sĩ trong đội tuyển xe tăng Việt Nam cũng đâu phải là một lực lượng dễ chơi. Chỉ với 3 năm, từ con số 0 chuẩn chỉnh, Việt Nam đã bước vào nhóm số 1 một cách đường hoàng và đầy vinh quang. Đó là cơ sở để chúng ta tin vào họ, những người lính bộ đội Cụ Hồ nhạy bén, thông minh và cực kỳ bền chí. Dù không được sử dụng xe tăng đúng sở trường của mình, dù chưa có quá nhiều kinh nghiệm tham gia chiến đấu trường này, nhưng chúng mình tin đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình, cố gắng đem vinh quang về cho đất nước. Hơn thế nữa, nếu vượt qua được Trung Quốc, giành phần thắng, thì quả thực đây sẽ là một dấu mốc đáng nhớ và đầy tự hào. Một quốc gia với đầy những bất lợi, nhưng vẫn vững chí, bền lòng mang tên Việt Nam. Quốc gia còn lại Trung Quốc với nhiều lợi thế, từ việc được sử dụng chiếc xe tăng chủ lực của chính mình cho đến số 5 kinh nghiệm tham gia nội dung này. Các bạn thân mến, với những gì mà Việt Nam ta đã và đang làm được, các bạn có cảm thấy đáng tự hào không ạ? Một quốc gia tuy nhỏ bé nhưng tinh thần và ý chí thì luôn cao ngút trời, luôn mang quyết tâm sự nỗ lực để mang về thành tích tốt nhất cho quốc gia, làm rạng danh dân tộc. Chúng ta hãy cùng niềm tin, cùng hy vọng và chúc cho đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước quốc gia Trung Quốc ngang ngược và đầy thủ đoạn này để khẳng định cho họ biết Việt Nam là một quốc gia như thế nào. Trong thời đại công nghệ như ngày nay, chúng ta đang phải liên tục đổi mới ở mọi lĩnh vực và hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam cũng là một trong những mục tiêu theo đuổi của chính phủ nước ta. Quá trình này bao gồm các mảng như đổi mới phương thức huấn luyện, tăng cường quản lý chặt chẽ, mua sắm và chế tạo các loại vũ khí trang bị mới. Trên con đường phát triển đó, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong 6 năm trở lại đây, chúng ta đã sản xuất thành công Hỏa Thần Diệt Tăng RPG-29, làm cả thế giới phải kinh ngạc. Vậy thì thực tế vũ khí này có uy lực như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết, không biết các bạn có thắc mắc tại sao Việt Nam sản xuất được khẩu súng này đã làm cả thế giới phải kinh ngạc không nhỉ? Sau đây thì tin mới xin phép được đưa khán giả lộn ngược lịch sử quân sự thế giới để làm rõ hơn về uy lực khủng khiếp của nó trên phạm vi quốc tế nhé! Ra đời với mục đích thay thế RPG-7 và RPG-16, súng chống tăng RPG-29 Vampire do Liên Xô phát triển được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Tại chiến trường Syria, RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí, việc loại vũ khí này rơi vào tay phiến quân Syria đã khiến Nga và cả Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ ra, RPG-29 được coi là một hỏa thần đáng sợ. Nó có thể chọc thủng các vỏ xe bọc thép và tiêu diệt được các loại xe tăng hiện đại, bao gồm cả M1 A2 Abrams của Mỹ lẫn T-90A của Nga. Hơn thế, động cơ động cao, dễ sử dụng, lại có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng, khiến cho RPG-29 tràn ngập trên chiến trường Iraq và Syria. Tại Trung Đông, RPG-29 diệt được cả vua tăng PKK-3 MK-4 của Israel. Do đó, đây là loại vũ khí chống tăng nằm trong top bán chạy của thị trường vũ khí chợ đen. Và bởi uy lực khủng khiếp như vậy, việc một quốc gia đang phát triển như Việt Nam sản xuất thành công RPG-29 đã khiến cả thế giới đều phải chết kinh ngạc. Các bạn thân mến, du lịch vòng quanh các quốc gia khác như vậy là đủ. Chúng ta hãy cùng quay trở về với RPG-29 của Việt Nam. Vậy thì có điều gì đặc biệt ở khẩu súng này nhỉ? Truyền thông quốc tế cho biết loại súng chống tăng do Việt Nam tự sản xuất có khả năng thổi bay mọi loại tăng chủ lực hiện đang được sử dụng trên thế giới. Chúng ta đã làm chủ công nghệ để sản xuất hàng loạt súng chống tăng RPG-29 và được định danh trong nước là SCT-29. Theo nhiều nguồn tin, ta đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực kỳ nguy hiểm này từ khoảng năm 2014. Trước hết, về thông số cơ bản, súng được thiết kế đơn giản với ống phóng đường kính 105mm.
ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu có chiều dài 1,85mm và trọng lượng có đạt khoảng 18,8kg. Với kích cỡ trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác cũng như bắn từ trên vai người lính. Tuổi tác chiến của RPG-29 từ 2 đến 3 người. Trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại 2,7 lần, kính nhìn đêm 1PN512 nhưng với cỡ đạn được sử dụng là 105mm, với mỗi viên đạn có trọng lượng 5kg, vì vậy mà khi di chuyển nó khá cồng kềnh và nặng nề. RPG-29 có hai cơ chế phóng. Cơ chế phóng thứ nhất là đặt trên vai, tì bắn như một loại súng chống tăng thông thường. Cách thứ hai là bắn với hệ thống chân bế, với tầm bắn chính xác hiệu quả tối đa lên tới 500m. Và tiếp theo có lẽ là phần mà các bạn hào hứng nhất, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về uy lực của hỏa thần diệt tăng này nhé. Trước hết, tin mới sẽ thông tin thêm cho các bạn về sức mạnh của một số loại đạn chống tăng và bộ binh dùng cho súng chống tăng 29. Tất nhiên là khi phân tích về một khẩu súng, chúng ta đâu thể không nhắc đến đạn dùng của nó. Các bạn có đồng tình với mình chứ? Và theo như thông tin được công khai, súng chống tăng SCT-29 có nhiều ưu điểm hơn so với các loại súng phóng lựu vác vai chống tăng như RPG-7 cả về tầm bắn và uy lực sát thương. Cụ thể, đầu tiên ta sẽ đến với đạn nội địa DCT-7. Phần đầu của đạn được thiết kế theo nguyên lý lượng nổ lõm, nhằm tập trung uy lực của thuốc nổ, tạo ra một lượng nhiệt lớn để xuyên qua các lớp giáp bảo vệ của các loại xe tăng bọc thép. Với mục tiêu được trang bị giáp phản ứng nổ, đầu đạn nổ lại của RPG-29 có khả năng xuyên được 750mm thép cán đồng nhất sau khi đục thủng giáp phản ứng nổ với các loại mục tiêu bê tông cốt thép. Độ xuyên tối đa của RPG-29 lên tới 1.500mm. RPG-29 chứng minh sức mạnh của mình trên chiến trường Syria khi bắn một xe tăng T-72 chỉ bằng một phát đạn. Phát đạn của RPG-29 đã xuyên qua thân xe T-72, phá hủy thùng đạn của xe và khiến chiếc xe tăng này phát nổ từ bên trong. Tiếp theo là đạn phóng lựu chống tăng PG-7VM. Đây là đạn chống tăng PG-7V nâng cấp và bao gồm các cải tiến như sau. Trước hết, độ xuyên thép đến 300mm tăng cường bằng phương pháp sử dụng thuốc nổ mạnh MACH-A9Y khi giảm đường kính đầu đạn xuống còn 70mm PG-7M. Hơn thế, đầu nổ VP-7M với thuốc mùi cháy ổn định và có độ tin cậy cao, đồng thời đạn còn được thay thế vòng đệm nén với đệm ngăn, nén phần đuôi của bộ phận kích nổ hoạt động ổn định hơn. Một loại đạn phóng lựu chống tăng nữa mà tin mới giới thiệu với các bạn đó là PG-7VS. Năm 1972, lực lượng quân đội Xô Viết tiếp nhận và biên chế đạn phóng lựu PG-7S với khả năng xuyên giáp lên đến 400mm nhờ sử dụng loại thuốc nổ mới Oxford 340g và có những cải tiến mới cho đầu đạn. Những thay đổi của thiết kế bao gồm giảm góc xiên chéo của cánh ổn định từ 10 độ 40 phút xuống còn 8 độ và ống phụt phản lực thẳng góc với trục của đạn. Ở đạn PG-7V, góc phụt phản lực nghiêng là 3 độ 40 phút. Tốc độ quay quanh trục của đạn giảm từ 5 đến 6.000 vòng trên 1 phút, còn lại 2 đến 3.000 vòng trên 1 phút, từ đó làm giảm độ tản mát của hiệu luồng xuyên do định vị chậm lại tiêu điểm hội tụ. Đồng thời, phễu đạn lõm cũng được thiết kế tối ưu hơn, sẽ được thay thế từ tôn thép 40X được thay bằng hợp kim nhôm V95. Như vậy, với khả năng xuyên thép của RPG-29 hiện nay, hầu như tất cả xe tăng chiến thế giới không chiếc nào có vỏ giáp đủ mạnh để chống lại RPG-29 mà không bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Vậy thì đâu là những ưu điểm mà RPG đã mang lại cho quân đội nhân dân Việt Nam nhỉ? Các bạn thân mến, đây có thể được coi là loại vũ khí chống tăng hiệu quả nhất từ trước đến nay. Một chiếc xe tăng được bảo vệ tốt đến đâu vẫn khó tránh được khả năng bị tiêu diệt bởi các loại súng chống tăng cá nhân như RPG-29, đặc biệt là trong môi trường tác chiến đô thị và chiến lược chiến tranh phi đối xứng. Ngoài ra, với sức tấn công cao, chiến thuật phổ biến của RPG-29 là tác chiến theo tổ. Mỗi tổ được tổ chức tùy theo lực lượng quân đội, bao gồm chiến sĩ chiến đấu, chiến sĩ mang đạn, cùng các chiến sĩ mang theo súng trường tấn công hoặc trung liên. Đây là ưu điểm linh hoạt, cơ động và phù hợp với nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân đội ta. Đến nay thì các nhà khoa học vũ khí quân sự Việt Nam còn thiết kế, chế tạo riêng cho loại súng này kính bắn ban đêm và ban ngày. Kết quả bắn thử nghiệm đạn chống tăng DCT-7 thành công lần này đã làm tăng đáng kể sức mạnh của bộ binh trong chiến đấu và là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Các bạn thân mến, qua những dẫn chứng mà chúng ta đã phân tích vừa rồi, việc sản xuất SCT-29 không chỉ làm tăng sức mạnh đáng kể mà còn có nhiều ý nghĩa khác đối với quân đội nhân dân Việt Nam.
bởi loại súng này không chỉ được biên chế đi kèm bộ binh mà còn được lắp đặt trên một số loại xe bọc thép, xe bán tải nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường. Việc tự sản xuất được khẩu súng chống tăng này cho phép quân đội ta chủ động về mặt trang bị, sẵn sàng sản xuất ở quy mô lớn, số lượng nhiều ngay lập tức khi có yêu cầu. Vì vậy, chiến thần diệt tăng RPG-29 phiên bản Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, giảm đáng kể chi phí quốc phòng, tiết kiệm ngân sách nhà nước, và cũng chính việc sản xuất cũng như đưa vào dòng súng này đã đánh dấu bước phát triển mới trong hỏa lực mang vác của quân đội Việt Nam. Thật tự hào khi được làm công dân mảnh đất hình chữ S. Các bạn cần biết đến vũ khí nào mà chúng ta đã tự sản xuất được và là thành tựu của quốc gia không? Hãy bình luận phía dưới để chứng minh mình là fan cứng trong lĩnh vực quân sự nhé! Ngoài súng chống tăng 29 và các loại đạn chúng ta đã kể trên, Viện Vũ khí Việt Nam còn sản xuất thành công súng và đạn chống tăng khác như SCT-7M2, DCT-7M2, súng và đạn cối triệt âm cỡ 50mm STA-50, CTA-50, súng và đạn chống tăng B-41M, đạn cối DC-82 MSC. Trong đó thì chúng ta đã sản xuất được loại vũ khí chống tăng cực kỳ mạnh mẽ, đó là súng B-41, là một trong những loại súng chống tăng không giật cá nhân, xuất hiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới sau đó. Súng chống tăng RPG-7 của Liên Xô hay còn gọi là B-41 được coi là một trong những thứ vũ khí chống tăng nguy hiểm bậc nhất của bộ đội Việt Nam trên chiến trường. Và trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, khẩu súng này là một trong những vũ khí đặc biệt hiệu quả giúp quân và dân ta bẻ gãy các cuộc tấn công của xe tăng Trung Quốc trên khắp các mặt trận. Ở thời điểm hiện tại, B-41 vẫn là một trong những vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh Việt Nam ngay từ cấp tiểu đội và hỏa lực chính để chống lại các mục tiêu cơ giới, cũng như cả bộ binh của đối phương. Chính vì vậy, trong những năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà cụ thể hơn là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đã không ngừng hoàn thiện cũng như nâng cấp loại vũ khí đặc biệt sau nhiều năm sử dụng. Như vậy, có thể thấy sau nhiều năm phục vụ, vai trò của B-41 đối với bộ binh Việt Nam gần như không thể thay thế khi nó sở hữu nhiều ưu điểm mà không phải loại súng hay tên lửa chống tăng nào cũng có, như đáng tin cậy, chi phí thấp, dễ sử dụng và có thể hạ gục mọi loại xe tăng. Hiện quân đội nhiều nước trên thế giới đã và đang ngày càng phát triển nhiều hơn các loại xe tăng thiết giáp, có tốc độ động cơ cao, uy lực sát thương lớn, lớp giáp chống đạn dày hơn so với truyền thống để tăng khả năng tự bảo vệ trên chiến trường. Vì thế, việc phát triển và sản xuất các loại vũ khí chống tăng là cực kỳ quan trọng và Việt Nam cũng không nằm ngoài tiến trình đó. Thành công của chúng ta khi sản xuất hỏa thần diệt tăng RPG-29 hay còn gọi là SCT-29 đã làm kinh ngạc thế giới, khiến truyền thông khắp nơi phải liên tục đăng bài. Qua đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những nỗ lực phấn đấu hết mình của nền quân sự Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, từng đơn vị thuộc Tổng cục Quốc phòng Việt Nam đã vô cùng cố gắng làm chủ công nghệ, tăng cường tư duy sáng tạo trong thiết kế, sửa chữa, nâng cấp, cải tiến và khai thác hiệu quả những vũ khí trang bị mới. Đây là hướng đi vô cùng đúng đắn. Những sản phẩm quốc phòng được kết tinh từ trí tuệ sáng tạo cùng các thành tựu nghiên cứu khoa học của nền công nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng quân đội nhân dân ta. Chủ đề được đưa ra bàn luận trong số này là một sự kiện xoay quanh tình hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cụ thể là tại sao Việt Nam lại từ chối không nhận trang thiết bị vũ khí ở quân cảng Cam Ranh. Lý do gì khiến Việt Nam từ chối lời đề nghị hấp dẫn đến như vậy? Thì ngay bây giờ hãy cùng tin mới đi tìm câu trả lời nhé. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về quân cảng Cam Ranh đã nhé. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới. Vịnh là nơi có bán đảo Cam Ranh chạy từ Bắc xuống Nam, được bao bọc bởi rất nhiều đảo to nhỏ khác nhau. Lợi thế ấy đã khiến Cam Ranh thành một nơi có vị trí chiến lược quan trọng để xây dựng các căn cứ quân chủ yếu bao gồm hải quân, không quân. Hiện tại, Vịnh Cam Ranh có quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước, tàu hàng, tàu khách, tàu thủy cơ. Đây cũng là nơi đóng quân của lữ đoàn. Tàu ngầm 189 là đơn vị duy nhất thuộc binh chủng tàu ngầm quân đội Nhân dân Việt Nam. Cam Ranh có đủ 3 yếu tố để xếp vào một trong những cảng biển tốt bậc nhất thế giới, chiều rộng đủ sâu và được che chắn tốt. Cảng Cam Ranh được bao bọc bởi những ngọn núi cao khoảng 400m nên kín gió. Vũ khí đặt ở những điểm cao trên núi có thể khống chế được tất cả các khu vực xung quanh cảng. Nước sâu, vịnh rộng là nơi lý tưởng để tập trung 1.000 chiến hạm cỡ lớn. Vị trí thuận lợi cho phép cảng Cam Ranh trở thành pháo đài khó tấn công, dễ thủ. Nếu đặt tên lửa đối không trên núi thì toàn bộ vùng trời eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm bắn tên lửa. Hệ thống radar và giám sát điện tử nơi đây có thể kiểm soát được khu vực Bắc Ấn Độ Dương, biển Hoa Đông và biển Đông.
gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời có thể kiểm soát tuyến đường vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giới chuyên gia quân sự thừa nhận vị trí Cam Ranh có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa, chiến lược toàn cầu. Như thế, để khẳng định được rằng không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ thế lực thù địch nào từng xâm lược Việt Nam đều chọn cảng Cam Ranh để làm căn cứ quân sự, từ phát xít Nhật rồi tới Mỹ, Pháp và Liên bang Nga. Quay ngược lại về lịch sử, trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905, sau khi hạm đội Viễn Đông bị Nhật Bản đánh tan, các tàu của hạm đội Baltic của Nga Hoàng Nicholas Đệ II đã ghé vào vịnh Cam Ranh ngày 12 tháng 4 năm 1905 để sửa chữa, tiếp nhiên liệu, lương thực, nước ngọt và than suốt một tháng trước khi tham gia trận đánh tại eo biển Tsushima, nằm giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Sau chiến tranh Nga-Nhật lo sợ trước âm mưu tranh giành thuộc địa của Nhật Bản năm 1911, chính phủ Pháp đã cho xây dựng một quân cảng ở Cam Ranh thành một căn cứ hải quân lớn trong kế hoạch phòng thủ chung ở Đông Dương và xây dựng nhiều căn cứ quân sự khác trên đảo, hòng đối phó với cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng ngày 15 tháng 9 năm 1940, Nhật gửi tối hậu thư đòi kiểm soát các căn cứ hải quân, trong đó có cảng và vịnh Cam Ranh. Năm 1942, Nhật chiếm cảng Cam Ranh, đồng thời xây dựng thêm sân bay, làm bàn đạp chính để đánh chiếm Malaysia và các thuộc địa của Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong chiến tranh Việt Nam, Cam Ranh là một căn cứ quan trọng nhất của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Năm 1965, Mỹ quyết định xây dựng Cam Ranh thành căn cứ quân sự liên hợp hải lục, không quân và khu hậu cần lớn nhất Đông Nam Á. Tháng 3 năm 1967, chính quyền Thiệu Kỳ đã ký hiệp định bán đúng vùng bán đảo và vịnh Cam Ranh cho Mỹ 995, bao gồm một vùng rộng lớn với diện tích 260 km2, và Mỹ đã biến Cam Ranh thành căn cứ hải quân lớn nhất Đông Nam Á. Vịnh Cam Ranh trở thành trung tâm chỉ huy cho các hoạt động tuần tra trên không của Hải quân Mỹ để giám sát chiến dịch nhằm ngăn chặn quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong chiến tranh Việt Nam, căn cứ Cam Ranh trở thành địa điểm chính sửa chữa tàu biển và cung cấp đạn dược hậu cần cho Hải quân, bao gồm cả cho tàu khu trục và tàu đổ bộ của hạm đội 7 Mỹ. Năm 1968, quân số của quân đội Mỹ và các lực lượng chư hầu ở Cam Ranh lên tới 30.000 quân, 20.000 quân Mỹ và 10.000 quân của nước chư hầu. Ở khu vực này còn xây dựng hệ thống kho tàng hậu cần và hệ thống tên lửa phòng không. Đặc biệt tại đây, quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng cá heo được huấn luyện để bảo vệ cảng Cam Ranh. Hòa bình được lặp lại từ năm 1979 trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Chính phủ Xô Viết quyết định ký kết với nhà nước bên ngoài xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cảng Cam Ranh được dùng làm căn cứ hậu cần của hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô với diện tích khoảng 100 km2. Trong thời hạn 25 năm với tiền thuê mỗi năm lên đến hàng triệu đô la Mỹ, trong bối cảnh Nga-Mỹ chiến tranh lạnh, việc cạnh tranh tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á là vô cùng quan trọng. Nhận ra tầm quan trọng của vịnh Cam Ranh, nước bạn Nga đã biến nơi này thành pháo đài quân sự đồ sộ, là căn cứ hậu cần lớn nhất của Hải quân Liên Xô ở nước ngoài, làm đối trọng với căn cứ quân sự ở hải ngoại lớn nhất của Mỹ tại Subic, Philippines. Việt Nam sau chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc cũng cần Cam Ranh và sự bảo hộ của Liên Xô để chống lại Bắc Kinh. Với sức mạnh kinh tế và hải quân vượt trội, Liên Xô đã cho xây dựng các công trình dân sự và quân sự bằng nguồn vốn không hoàn lại cho Việt Nam, bao gồm cả khu vực bến bãi, sân bay với nhiều đường băng, những điểm cung cấp vật liệu kỹ thuật và một trạm radar mới. Năm 1991, Liên Xô giải thể, Cộng hòa Liên bang Nga tiếp quản căn cứ theo Hiệp định năm 1979 và duy trì lực lượng quân sự ở mức trung bình tại đây. Ngay những năm đầu tiên của thế kỷ 21, tình trạng khủng hoảng kinh tế khiến chính phủ nước này xem xét việc có nên tiếp tục các hoạt động ở căn cứ Cam Ranh hay không. Ngày 24 tháng 7 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga viết thông báo Nga cần phải rời khỏi căn cứ Cam Ranh. Năm 2002, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đóng cửa căn cứ này khi Hà Nội và Moscow thống nhất được việc chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê miễn phí. Tuy nhiên, lúc này có một vấn đề nan giải đặt ra, đó là việc di chuyển các vũ khí khí tài khổng lồ về nước như thế nào. Nước Nga thời hậu Xô Viết phải gánh vác trên vai các khoản nợ của Liên Xô, dẫn đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Với các khoản nợ khổng lồ đang gánh, nước Nga phải đau đầu chia ra những khoản tiền xử lý máy bay, tàu chiến và tên lửa. Còn lại, đa số các chiến hạm đã được rút về trước đó do thiếu kinh phí duy trì. Việc vận chuyển hết số vũ khí, khí tài từ căn cứ Cam Ranh về nước chắc chắn cũng là một vấn đề không nhỏ về tài chính. Do đó, nhiều quan chức Nga đã thống nhất rằng hãy để lại toàn bộ vũ khí, khí tài cho Việt Nam
để nhẹ gánh nặng kinh tế và rút vài trăm binh lính về nước trong tháng 7 năm 2002, đúng với thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Trong số các vũ khí mà Nga muốn để lại cho chúng ta ở Cam Ranh có máy bay đánh chặn MiG-23. Đây là thế hệ cải tiến tiếp theo của dòng F-21. So với MiG-21 thì MiG-23 nổi bật hơn, thiết kế cánh cụp, cánh xòe, radar, công suất lớn và tên lửa có tầm bắn xa. Nếu như không quân của ta nhận được từ 12 đến 24 chiếc MiG-23 thì chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu. Bởi vì ở thời điểm năm 2003, quân đội của ta chỉ có khoảng 12 chiếc SG-27 thể loại mới, còn lại là em MiG-21 và MiG-22 đời cũ, trang thiết bị thì không lấy gì làm hiện đại cả. Thế nhưng Việt Nam vẫn cương quyết từ chối nhận vũ khí này. Khi nghe đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao Việt Nam lại có quyết định như vậy phải không ạ? Vũ khí của cường quốc quân sự thì sao mà không tốt cho được, thế nhưng suy cho cùng mọi thứ đều có nguyên do của nó. Thực tế, cho đến bây giờ, vẫn chưa có một nguồn tin chính thống nào nói về lý do này. Thế nhưng trên quan điểm cá nhân cùng với sự tìm hiểu sâu chuỗi các sự kiện từ nhiều nguồn khác nhau, tin mới xin được đưa ra vài lý do để giải thích cho vấn đề này như sau. Thứ nhất, việc sử dụng các khí tài chiến tranh không phải là một việc đơn giản, chưa kể đây còn là những vũ khí khí tài vô cùng hiện đại. Không nhiều quân nhân thời điểm ấy biết sử dụng các khí tài quân sự của nước bạn. Nếu đã không biết sử dụng thì giữ lại là điều không thể, phải không ạ? Nhiều người nghĩ rằng ta có thể hoàn toàn tuyển lại phi công. Thế nhưng, nghĩ thì đơn giản vậy, nhưng chi phí đào tạo không phải là một vấn đề dễ giải quyết. Trong khi nền kinh tế Việt Nam thời điểm ấy còn gặp nhiều khó khăn, mà kể cả Việt Nam có bỏ ra chi phí đào tạo đi nữa thì việc sử dụng các khí tài quân sự cũng hết sức tốn kém. Tiền nhiên liệu, tiền bảo trì, chi phí sửa chữa, chi phí vận hành cũng vô cùng lớn. Nó giống như bị một người giàu cho người nghèo sử dụng chiếc ô tô cao cấp nhưng họ lại không trang trải nổi phí đổ xăng, bảo dưỡng. Mọi thứ đều cần thực tế và tính tới bài toán chi phí. Chưa kể tới vấn đề phụ tùng, linh kiện đảm bảo hoạt động, số chiến đấu cơ này phải mua bằng đồng rúp của Nga. Việc bảo dưỡng dòng máy bay này cũng rất là phức tạp chứ không hề đơn giản. Chi phí dở bay chiến đấu cơ đắt, thậm chí còn đắt hơn cả MiG-21. Thêm vào đó, thời điểm năm 2002, MiG-23 có thể hiện đại hơn MiG-21, thế nhưng lại thua xa máy bay thế hệ 4 về mọi mặt. Vậy thì liệu rằng chúng có thể giúp ích cho chúng ta được lâu dài hay không? Và việc đầu tư ngân sách để trùng tu và vận hành MiG-23 trong thời điểm thế giới đang dần loại bỏ nó ra khỏi bản đồ quân sự thế giới, thì liệu rằng đó có phải là một sự đầu tư khôn ngoan hay không? Lý do này có lẽ cũng là nhằm giải thích tương tự cho việc chúng ta không nhận máy bay vận tải hạng trung AE-12, một loại máy bay được đánh giá tương đương với C-130 của Mỹ với tải trọng chở hàng tới 19 tấn. Có thể các bạn chưa biết, năm 1979, AE-12 đã góp phần đưa hàng ngàn bộ đội của chúng ta từ Nam ra Bắc để tham gia chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, chúng ta vẫn không tiếp nhận chiến đấu cơ theo lời đề nghị từ nước bạn. Việc vận hành vũ khí quân sự, nhất là các máy bay chiến đấu, một việc không hề đơn giản. Cứ cho là chúng ta nhận được thêm 20 chiếc AN-26, nâng tổng số 26 lên thành 60 chiếc và ta có thể thành lập tới 3 trung đoàn vận tải ở 3 vùng miền. Thế nhưng mà song song với đó thì nhân lực của chúng ta cũng cần phải tăng lên, thậm chí là tăng lên hàng ngàn con người mà vận hành rất nhiều vấn đề phát sinh kéo theo. Đó chính là những lý do chính đáng cho quyết định của Việt Nam khi kiên quyết từ chối số vũ khí Nga cho tại quân cảng Cam Ranh. Như chúng ta đã biết, Biển Đông trong những tuần gần đây đang trở thành một điểm nóng của hoạt động hải quân. Cụ thể, cuối tháng 7 vừa qua, nhóm tác chiến tàu sân bay Anh đã đi qua tuyến đường biển này. Trong khi đó, thì nhóm tác chiến trên mặt nước của Mỹ và các lực lượng thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận tại đây. Ngày 10 tháng 9, tàu khu trục Bayern của Đức tiếp tục khởi hành trong chuyến hành trình kéo dài 7 tháng, dự kiến đi qua Biển Đông vào giữa tháng 12. Bên cạnh đó, tin tức về việc Ấn Độ triển khai 4 tàu chiến Biển Đông đang được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt là về yếu tố chống Trung Quốc. Thế nhưng có nhiều nguồn tin lại cho rằng, chú ý trong động thái này của New Delhi không đơn thuần chỉ là đối phó với Trung Quốc, vậy nó cần có chủ đích gì nữa đây? Để biết được điều này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 2 tháng 8 cho biết, quốc gia này điều 4 tàu chiến tới Đông Nam Á, Biển Đông và Tây Thái Bình Dương từ đầu tháng 9 năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ kéo dài trong 2 tháng, trong mục tiêu tăng cường hợp tác quân sự với các nước thân thiện và theo đuổi chính sách hành động hướng Đông. Ấn Độ mang sang đội hình gồm 4 tàu chiến, gồm tàu khu trục Rainbow mang tên lửa dẫn đường, tàu khu trục hạng nhẹ Shivalik, tàu hộ tống chống ngầm Khanmat và tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Kora.
đội quân tinh nhuệ này với nhiệm vụ ưu tiên là tuần tra trên Biển Đông và bên cạnh đó còn tiến hành nhiều cuộc tập trận với hải quân các nước Đông Nam Á lẫn Đại Tây Dương như Indonesia, Singapore, Philippines và Úc. Sau đó, họ sẽ tham gia đợt tập trận thường niên Malaba với các nước thành viên thuộc Bộ Tứ Kim Cương, Liên minh quân sự không chính thức của Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc ở ngoài khơi đảo Guam thuộc Tây Thái Bình Dương. Cách đây hơn một tuần, đội hình đã di chuyển đến cảng Cam Ranh của chúng ta. Chỉ 3 ngày sau, chúng ta bố trí tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ luyện tập trung trên biển với biên độ tàu khu trục tên lửa dẫn đường Invigrant, tàu hộ tống tên lửa Incora của Hải quân Ấn Độ. Đợt tập trận có nội dung vận động đội hình và thông tin liên lạc theo Bộ Quy ước ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận này rõ ràng không chỉ đơn thuần là sự hợp tác với một quốc gia như kế hoạch đề ra. Điều đáng nói là lần triển khai này của Hải quân Ấn Độ xảy ra lúc quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng tại biên giới sau cuộc va chạm hồi tháng 8 năm 2021. Vậy mục đích của động thái này là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần nội dung tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu đầu tiên cho việc triển khai lần này là nhằm nâng cao mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết quốc tế với các quốc gia có hợp tác song phương để duy trì hòa bình, an toàn trên tuyến đường thủy và đồng thời là dịp tốt để tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực. Mục tiêu thứ hai, việc cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc cùng quyết tâm kiềm chế Bắc Kinh, mở rộng tầm ảnh hưởng là một tiền đề thôi thúc Ấn Độ sớm bắt tay vào việc hợp tác cùng các nước Đông Nam Á. Rõ ràng, việc thể hiện sức mạnh quân sự ngay từ đội ngũ hải quân đang là bước đi hay, là thông điệp nắn gân Trung Quốc một cách hữu hiệu nhất thay vì chỉ thể hiện bằng lời nói và thông điệp càng có ý nghĩa hơn khi họ tập trận với chính Việt Nam, quốc gia láng giềng với Trung Quốc, nhỏ bé hơn nhiều lần so với Trung Hoa. Nhưng chưa bao giờ Việt Nam bị khuất phục. Việt Nam luôn là tượng đài khi các quốc gia khác nghĩ về một đất nước đánh bật được mọi cường quốc lăm le gây chiến. Ngoài chiến lược mới, Ấn Độ còn tham gia vào Bộ Tứ Kim Cương gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia là một liên minh an ninh phi chính thức do Mỹ đứng đầu, đang là một khối liên hiệp mới đầy sức răn đe với bất kỳ quốc gia ngổ ngáo nào. Và đáng chú ý hơn khi thời gian gần đây, Mỹ đánh giá Ấn Độ rất cao vì sự năng nổ của họ đối với bộ tứ này. Chiến lược của Bộ Tứ là tiến hành tập trận thường xuyên cùng các nước trong khu vực. Cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao trong Bộ Tứ đang bàn về khía cạnh ngoại giao liên quan tới an ninh hàng hải và chiến lược của nhóm sẽ thông qua kênh hải quân các nước. Tờ Bưu điện Hoa Nam trích lời ông Bhatia, cựu đại sứ Ấn Độ tại Myanmar trong cuộc phỏng vấn vừa qua. Rõ ràng Ấn Độ dùng hải quân tăng cường sự hiện diện trên vùng biển là một thông điệp cứng rắn. Điển hình năm 2021 sau khi xảy ra cuộc đụng độ giữa binh sĩ Trung Ấn, Ấn Độ đã ngay lập tức điều động một tàu chiến tới Biển Đông. Hành động của Ấn Độ khiến cho Trung Quốc ra tuyên bố chỉ trích kịch liệt, nhưng công hàm ngoại giao cũng không ngăn cản Ấn Độ thực thi quyền của họ đối với vùng biển tự do thương mại. Riêng tháng 9 năm nay, Ấn Độ bước một bước dài trong chính sách hiện diện trên biển của mình khi cho tàu sân bay nội địa Invigrant thực hiện chuyến đi biển thử nghiệm lần đầu. Chuyến đi lần này bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 và đây cũng là tàu sân bay thứ hai của Ấn Độ trong hạm đội hải quân của họ. Bên cạnh đó, Ấn Độ được cho là đang bí mật xây dựng căn cứ trên đảo Agaliga thuộc Cộng hòa Quốc gia ở Đông Phi, nhằm giải quyết lo ngại về cơ sở quân sự của Trung Quốc ở quốc gia này. Có thể thấy những động thái mới đây đã ngầm khẳng định hai thông điệp rõ ràng của quốc gia này muốn gửi gắm. Thứ nhất là răn đe về vấn đề Biển Đông, thứ hai là một lời khẳng định Ấn Độ luôn trong tâm thế sẵn sàng đánh Trung Quốc bất cứ lúc nào ở vùng biên giới hiện đang có tranh chấp. Thông điệp này thực tế là vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng bởi Ấn Độ hoàn toàn có đầy đủ khả năng khi là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Thẳng thừng mà nói, không có gì khiến cho Ấn Độ ngán quốc gia tỷ dân này cả. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ như thế nào về điều này? Như thế nào nếu đụng độ Trung Ấn xảy ra? Comment để lại quan điểm của mình ngay dưới video này nhé! Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay qua nhiều nguồn tin mà chúng mình thu thập được. Tin mới muốn khẳng định rằng quyết định của Ấn Độ trong việc tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương lần này thực tế là vượt xa mục tiêu đối phó với Trung Quốc hay khía cạnh quan trọng hơn mà chúng mình muốn nhắc đến khi nói về mục đích của Ấn Độ. Thứ nhất đó là mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, thứ hai là lồng ghép chính sách ngoại giao để khẳng định vị thế nước lớn mạnh mẽ hơn. Cụ thể, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng khu vực Ấn Độ Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhấn mạnh sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu hạng nhẹ, các loại hệ thống tên lửa và nhiều vũ khí cho các nước thân thiện trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương.
một minh chứng cho thấy họ có đủ khả năng. Đó là trong số 4 tàu chiến được điều động đến Thái Bình Dương lần này. Ngoại trừ tàu khu trục Grand Vijay thì cả 3 tàu còn lại đều được thiết kế trong nước và trang bị nhiều loại vũ khí cảm biến. Những con tàu này được cho là đóng vai trò nền tảng cho mục tiêu quảng bá sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ. Quả thực còn cách nào tốt hơn để quảng bá năng lực sản xuất của mình bằng màn trình diễn trực tiếp phải không bạn? Hơn nữa thì các nước Đông Nam Á được xem là những nước thường xuyên phải hứng chịu các hành động cưỡng ép và quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Ấn Độ với vai trò ngày càng chủ động hơn trong tư cách là nhà cung cấp quân sự trong khu vực. Thông qua chính sách hành động phía Đông chắc chắn sẽ càng khiến các quốc gia Đông Nam Á này mong muốn hợp tác nhằm mục đích tăng cường năng lực hải quân và khả năng phòng thủ toàn diện. Đó là mục tiêu mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng. Còn về tham vọng trở thành một nước lớn thì sao? Trong nhiều thập kỷ qua, Ấn Độ đóng góp vai trò tích cực trong an ninh của Đông Nam Á kể từ năm 2014 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi. Quốc gia này đã giữ vai trò chủ động và tích cực hơn với tư cách là một nước đảm bảo an ninh trong khu vực. Thông qua chính sách hành động hướng Đông, khi các nước Đông Nam Á đang nỗ lực hiện đại hóa hải quân, Ấn Độ cũng đã và đang tập trung phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, có tiềm năng lớn để thâm nhập mạnh mẽ thị trường quốc phòng của các nước này. Việc Ấn Độ tích cực can dự vào vấn đề Biển Đông cũng phần nào thể hiện tham vọng của nước này. New Delhi sở hữu một nền quân sự hùng mạnh, một nền kinh tế lớn, tuy nhiên thì đó chưa đủ để củng cố vị thế của Ấn Độ với tư cách là một cường quốc tiềm năng. Có một học giả đã viết trong cuốn sách Chính trị toàn cầu đã nêu ra các tiêu chí để một quốc gia có đủ điều kiện trở thành một cường quốc như sau. Thứ nhất, phải ở hạng cao nhất về sức mạnh quân sự, duy trì được an ninh của chính mình và có tầm ảnh hưởng đến những nước khác. Thứ hai, sức mạnh về kinh tế. Thứ ba là sự quan tâm tới các vấn đề toàn cầu. Cuối cùng là phải áp dụng một chính sách đối ngoại nhằm hướng tới tương lai. Chính vì thế Ấn Độ phải hiện diện đáng kể bên ngoài khu vực của mình để chứng tỏ lợi ích của họ là toàn cầu chứ không chỉ là trong khu vực hoặc tiểu vùng. Việc mở rộng chính sách đối ngoại cũng phần nào thể hiện tiềm năng trở thành một bên liên quan có trách nhiệm và quan trọng của Ấn Độ trong các vấn đề toàn cầu. Hiện nay Ấn Độ đã và đang duy trì vị thế là một cường quốc thân thiện và đang trỗi dậy. Các mục tiêu chính của nước này trên Biển Đông rộng hơn là Thái Bình Dương, tập trung vào việc thể hiện mình là nhà đảm bảo an ninh chính, duy trì hòa bình, ổn định và các quy tắc của trật tự quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam ta đã tích cực hợp tác quốc phòng và an ninh với Ấn Độ. Cuối tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam-Ấn Độ, các bộ ngành hai nước đã chính thức ký 7 văn kiện, công bố 3 chương trình hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hạt nhân, dân sự, năng lượng sạch, y tế, dầu khí, bảo tồn di sản, hợp tác phát triển và giao lưu văn hóa, trong đó phải đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề quốc phòng. Được biết, Ấn Độ đã triển khai thành công dự án đóng tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam bằng gói tín dụng quốc phòng 100 triệu đô do quốc gia này cung cấp. Đầu năm nay, chính phủ Ấn Độ cũng đã lập danh sách những quốc gia mà nước này có thể bán tên lửa phòng không tầm trung Akash, tên lửa diệt hạm BrahMos cùng nhiều khí tài quân sự khác, trong đó có Việt Nam. Thiết thực hơn, Ấn Độ còn trực tiếp hỗ trợ Việt Nam trong hiện đại hóa và đào tạo lực lượng quân đội có vũ trang. Cụ thể, Ấn Độ đã giúp Việt Nam huấn luyện phi công sử dụng máy bay Sukhoi Su-30 mua từ Nga, đồng thời giúp đỡ Việt Nam sửa chữa và bảo trì dòng máy bay này. Trước đó, Ấn Độ cũng đã đào tạo thủy thủ cho Hải quân Việt Nam về cách vận hành tàu ngầm lớp Kilo 636. Trong bối cảnh hiện nay, với sự bành trướng vô lối của Trung Hoa, thế giới đang dần quay lưng với họ. Điều này rõ ràng là một điểm thuận lợi cho Việt Nam khi các quốc gia giờ đang muốn đối đầu với Trung Quốc đều nhắm đến chúng ta như một đích đến, quốc gia có thể phá vỡ sức mạnh của Trung Quốc. Ấn Độ cũng không ngoại lệ. Khi họ đưa chiến lược thể hiện sức mạnh hàng hải thông qua hải quân phối hợp tập trận với các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam luôn là ưu tiên số 1 để phối hợp tập trận hợp tác. Và chính Ấn Độ cũng là quốc gia mong mỏi Việt Nam được hỗ trợ thật nhiều để sức mạnh quân sự vũ khí của chúng ta được nâng lên một vị thế cao hơn hẳn. Khi Việt Nam mạnh hơn, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải kiềm chế hơn. Lúc đó, sự bành trướng của họ sẽ bị hạn chế đi bội phần. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân của đất nước ta, chúng ta không thể không nhắc đến công lao và sự góp sức của người anh em Liên Xô đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ cho quân và dân về sức mạnh chiến đấu cũng như sức mạnh của vũ khí quân sự. Cho đến nay, chúng ta mặc dù đang được sống giữa thời bình, thế nhưng sức mạnh về vũ khí quân sự vẫn luôn được chú trọng. Trong đó, vũ khí của Nga vẫn luôn là lựa chọn đáng tin cậy đối với Việt Nam.
Tuy nhiên thì các bạn biết đấy, một con chim én không thể làm nên mùa xuân. Và chúng ta cũng cần phải đa dạng hóa nguồn cung vũ khí từ nhiều quốc gia khác, đặc biệt phải kể đến công nghệ vũ khí hiện đại từ Ấn Độ, Israel hay Pháp cũng đang làm mưa, làm gió và không thể phủ nhận rằng sức mạnh của chúng chẳng thua kém gì so với vũ khí Nga. Đặc biệt nhất là trong thời gian gần đây, có thông tin cho rằng Pháp đưa ra tuyên bố sẽ sẵn sàng viện trợ vũ khí cho Việt Nam, giúp chúng ta được tiếp cận với vũ khí, khí tài chất lượng, thậm chí là tất cả những loại vũ khí này còn hiện đại hơn cả kho vũ khí đồ sộ của Nga. Và nếu đúng như vậy thì chẳng khác nào đã tát thẳng vào mặt anh bạn láng giềng Trung Quốc một cú đau điếng cả, đúng không nào? Thế nhưng tại sao lại muốn giúp đỡ Việt Nam đến như vậy? Liệu có phải Pháp đang muốn rửa tội cho những tội ác đã làm với Việt Nam ở thế kỷ trước hay còn có âm mưu nào khác? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những rủi ro mà Việt Nam có thể gặp phải nếu như chỉ dựa vào vũ khí Nga các bạn nhé! Như chúng ta đã biết, song suốt hơn nửa thế kỷ qua, nước Nga hiện nay tiền thân từ Liên bang Xô Viết là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu của Việt Nam. Có thể thấy, dù cho vũ khí Nga có thể không hiện đại bằng Mỹ, thế nhưng chất lượng tốt cùng với giá thành rẻ lại trở thành lựa chọn phù hợp đối với túi tiền của quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như chỉ lệ thuộc vào một nhà cung cấp thì chắc chắn là sẽ có những rủi ro nhất định. Cụ thể, rủi ro thứ nhất đó là nguồn cung của chúng ta có thể bị gián đoạn nếu như xuất hiện những vấn đề bất khả kháng diễn ra, điển hình như là việc hạ thủy của các con tàu Shepard bị chậm do phải chờ động cơ từ Ukraine. Mà hẳn, các bạn cũng biết sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hiện đại hóa cũng như là ảnh hưởng tới các tính toán quốc phòng khác. Thứ hai đó là việc Nga cũng bán những vũ khí như tàu ngầm Kilo, máy bay chiến đấu Su-30 hay là cả những loại cao cấp hơn, hiện đại hơn cho Trung Quốc. Ví dụ như năm 2015, Nga đã ký hợp đồng 2 tỷ đô la Mỹ bán ra 24 máy bay Su-35, đồng thời chuyển giao 4-8 hệ thống S-400 cho Trung Quốc. Các bạn thấy đấy, tình hình trên Biển Đông hiện nay giữa nước ta và anh bạn láng giềng phương Bắc đang căng như dây đàn. Do đó, việc chúng ta cùng có nguồn cung vũ khí với nước bạn thì trong trường hợp xấu nhất nếu như xảy ra xung đột thực sự thì rõ ràng là Trung Quốc có thể dễ dàng vô hiệu hóa các loại vũ khí Việt Nam nhập từ Nga rồi, phải không nào? Rủi ro thứ ba đó chính là một số lĩnh vực công nghệ quốc phòng của Nga hiện nay đang dần bị bỏ lại, thậm chí là còn đi sau một số nước phương Tây. Trong đó có thể kể đến các lĩnh vực như là điều khiển tự động hóa, máy bay không người lái, các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Tất cả đều là những công nghệ có thể giúp Việt Nam cải thiện năng lực giám sát biển và các năng lực chỉ huy, kiểm soát máy tính, thông tin liên lạc, tình báo, giám sát và trinh sát. Các bạn khán giả của Tin Mới thì có suy nghĩ như thế nào về những rủi ro này hay còn sợ những rủi ro nào nữa không ạ? Comment ngay dưới video, chia sẻ quan điểm của mình nhé! Thực tế thì chúng ta không hề phủ nhận sức mạnh quân sự của Nga, tuy nhiên thì Việt Nam hoàn toàn có thể cởi mở hơn và tìm kiếm những cơ hội tiếp cận với những kho vũ khí tối tân khác, thay vì phụ thuộc phần nhiều vào nước Nga như trước, phải không các bạn? Do đó mà trong thời gian 10 năm trở lại đây, giới báo chí trong và ngoài nước đã bắt đầu đề cập đến những nguồn cung cấp vũ khí khác cho Việt Nam. Trong số đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác chính là đế quốc đã từng đẩy Việt Nam vào nạn đói lịch sử năm 1945 Pháp. Trước đây, Việt Nam chủ yếu dựa vào vũ khí của Nga bởi lệnh bao vây cấm vận vũ khí từ cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Cho đến năm 2016, lệnh cấm đó mới được Tổng thống Mỹ Obama gỡ bỏ. Kể từ đây thì Việt Nam từng bước có nhiều cơ hội để đa dạng hóa nguồn cung về vũ khí. Đây cũng chính là lúc mà Việt Nam cần nghĩ đến việc hiện đại hóa hơn nữa, đa dạng hóa hơn nữa kho vũ khí của mình, tiếp cận với nhiều loại vũ khí hiện đại hơn, những trang thiết bị truyền thống mà chúng ta từng mua của Nga. Một trong những kho vũ khí mà chúng ta có thể tiếp cận đó chính là kho vũ khí khí tài của Pháp. Cơ hội này được mở ra rõ nét hơn trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hollande vào năm 2016. Tại cuộc gặp này, lãnh đạo hai bên đã có những trao đổi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về quân sự, quốc phòng. Bởi Pháp đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong khối các nước ASEAN. Cũng là một trong những nước phương Tây luôn nỗ lực kiềm chế tham vọng bành trướng ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông. Pháp luôn bày tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông với những nỗ lực gìn giữ, bảo vệ hải phận của mình trước các tranh chấp căng thẳng và phi lý mà Trung Quốc đặt ra.
Pháp hy vọng cùng với những đàm phán quốc tế và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế sẽ giúp cho Việt Nam giành được ưu thế trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo và kiềm chế sự bành trướng của con cá mập Trung Quốc với đường lưỡi bò phi pháp tại khu vực này. Quan hệ quân sự song phương Pháp-Việt đã thực sự có một bước tiến quan trọng kể từ khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã tới Việt Nam. Chuyến thăm này mang tính biểu tượng cao bởi đây là lần đầu tiên từ sau thất bại của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sang Việt Nam trong vai trò là đối tác. Ông đã tuyên bố về mặt chính trị, sẵn sàng tham gia vào việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam, đồng thời tiết lộ Việt Nam đã mua trực thăng, máy bay vận tải quân sự radar của Pháp. Thực sự mà nói, nếu như để so sánh sức mạnh quân sự giữa Nga và Pháp thì rõ ràng là Pháp có phần lép vế hơn. Tuy nhiên thì không nên trông mặt mà bắt hình dong, bởi kho vũ khí của Pháp cũng thực sự đáng gờm, với hàng loạt khí tài quân sự hiện đại chẳng hề thua kém ai. Vậy thì Pháp đang sở hữu những vũ khí hiện đại nào, sức mạnh của chúng đáng sợ ra sao? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu tiếp nhé! Đầu tiên, khi nhắc tới vũ khí của Pháp, chúng ta chắc chắn sẽ phải kể đến tiêm kích Rafale. Loại vũ khí được mệnh danh là Phượng Hoàng Bầu Trời. Vào giữa những năm 1970 của thế kỷ 20, cả không quân và hải quân Pháp đều cần một mẫu máy bay chiến đấu mới để thay thế số đang có trong biên chế do yêu cầu tương tự nhau. Và để giảm chi phí, cả hai lực lượng đã đưa ra cùng một đề xuất chung. Cuối cùng tìm ra được một chiếc máy bay chiến đấu gần như hoàn hảo khi sở hữu những tập tính ưu việt. Rafale có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đánh chặn tầm xa, tấn công mặt đất, trên biển và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thứ hai, con tàu được cho là niềm tự hào của người Pháp. Tàu đổ bộ trực thăng Mistral là một trong những chiến hạm mạnh nhất thế giới. Sức mạnh của Mistral cho đến từ hệ thống điện tử. Sàn tàu lớn có thể chứa cùng lúc nhiều trực thăng hoặc một số lượng cực lớn thủy quân lục chiến. Ngoài ra, chúng còn có khả năng chuyển đổi thành tàu sân bay nhanh chóng khi được trang bị máy bay F-35B. Mistral được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ tấn công, chỉ huy và cơ động lực lượng chớp nhoáng cũng như hỗ trợ hậu cần, di tản nhân đạo, làm bệnh viện dã chiến và thực hiện các sứ mệnh tác chiến hải quân khác. Với chiều dài 199m, rộng 32m, dạn nước 6,3m, lượng dạn nước đầy tải là 21.600 tấn, Mistral được coi là chiến hạm lớn thứ hai của Hải quân Pháp sau tàu sân bay duy nhất của nước này. Khoang đổ bộ của Mistral có diện tích khoảng 2.650m², có thể chuyên chở được 40 xe tăng hoặc hàng trăm xe tải, xe bọc thép cỡ nhỏ và số lượng quân lính lớn. Trang bị của tàu gồm 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ với 6 chiếc có thể hoạt động cùng lúc trên mặt băng. Những con tàu Mistral có thể vận chuyển tới 450 quân với các chiến dịch đường dài, với các cuộc chiến ngắn hạn thì có thể tăng gấp đôi lên 900 quân. Mặc dù là tàu đổ bộ trực thăng, tuy nhiên thì Mistral cũng được trang bị hệ thống phòng vệ gồm hai tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn LBCA Simpad. Tổ hợp này được tích hợp hệ thống radar dẫn đường hồng ngoại với tầm hoạt động hơn 6 km, cung cấp khả năng phòng thủ chiếc máy bay và tên lửa hành trình đối hạm. Có thể nói đây chính là hai con quái vật khủng mà bất cứ một quân đội nào cũng muốn sở hữu. Nó có thể làm thay đổi cán cân quân sự của mỗi một quốc gia. Và Việt Nam của chúng ta hiện nay đang là một trong số các quốc gia có tốc độ tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất khu vực Đông Nam Á kể từ giữa những năm 2000, tạo cơ sở thuận lợi cho những nỗ lực nhằm thay đổi về sức mạnh quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngân sách quốc phòng Việt Nam chỉ trong vòng 9 năm đã tăng gấp 4 lần, từ 1,3 tỷ đô la Mỹ năm 2006 lên đến 4,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Quyết tâm hiện đại hóa quân đội Việt Nam không chỉ vì mục đích phát triển ngành quân sự, mà bên cạnh đó còn xuất phát từ mối đe dọa xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, khiến chúng ta phải tăng cường phòng thủ và tiến công để bảo vệ lợi ích của quốc gia trên biển. Đây là những điều hoàn toàn đúng đắn. Và quốc gia được đánh giá là sở hữu tiềm lực hải quân mạnh nhất của châu Âu là Pháp, thậm chí còn vượt mặt cả Hải quân Hoàng gia Anh, rất có thể sẽ là một cơ hội phát triển lớn cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các bạn thân mến, có thể nói dẫu mục đích của Pháp khi đưa vũ khí quân sự hiện đại đến với Việt Nam là gì đi nữa thì chúng ta cũng đã thấy được sức mạnh vũ khí của Pháp thực sự không hề tầm thường. Và chúng có thể giúp cho kho vũ khí của Việt Nam được đa dạng hơn, hiện đại hơn.